As you can see, I'm not from here. I'm from Saigon, North Richmond. Saigon, Sin City, they used to call it. Forget Bangkok. Bangkok is a Vietnamese word for virgin. Vietnamese restaurants are getting quite popular nowadays. Every man and his dog's going to them. If you've never been to a Vietnamese restaurant before, they're the ones with a sign on the door saying, no dogs allowed to leave. We're on our way to my old house in Saigon, behind the old presidential palace. Is where I grew up, where I was born. And this house, we had these massive gates, and on one side was a lychee tree, and the other side was a statue of the Vietnamese girl. And right in front, we had this humongous statue of the Buddha, as big as a house, right? And I remember when I was about 8 years old, I was sitting there watching Monkey, like you do, right? And this plane flies past, drops a bomb on the presidential palace, misses the house, lands in the backyard, blows up his barbecue, kills the illegal Mexican gardener. The force of the blast, right, just smashes all our windows back, blows the head off our Buddha, and nobody claimed responsibility. So nobody paid for the damage. We had to tell the insurance people that Dad left the handbrake off in the car. We used to make kites, and fly our own kites, and but every time the string broke and the kite flew over to the presidential palace, we could never get it back. That was it. That was the end of our kite. And I remember when I was young, Buddhist monks used to turn up all the time with crates of beer and sit there with my dad and look at the statue of the Buddha and reminisce about Buddhism. When he was 19 years old, he went to the monastery and he learned all about Buddhism. And these certificates means that he was accepted as a scholar of Buddhism. And they even gave him a Buddhist name. So, yeah, he was totally immersed in the whole philosophy of Buddhism before he made this, this big Buddha. One, two. Can you hear? One, two. Yeah? Sau giải phóng một thời gian, nếu mà tôi nhớ không lầm thì khoảng 78, 79, gia đình của anh Võ Thành Nhơn là vô thưa với Hòa Thượng Thích Thủ cũng như Hòa Thượng Thích Tịnh là làm viện trưởng viện cao đẳng ở đây về cúng, thì Hòa Thượng Thích Thủ mới là đề nghị tại Già Lam thì chỉ là đem cái xin cái đầu về thôi, còn cái thân thì không có chỗ để. Trong khi đó Hòa Thượng Thích Tịnh thì đưa vì viện trưởng viện cao đẳng Phật học viện này, Hòa Thượng nói thấy đây còn trống và thượng thỉnh về đây, mới nhờ ổng lãnh sát hết, coi ổng khẻ ra từng miếng chuyển về tới đây. Thì cái tượng này từ Nguyễn Du được đưa ra từng mảnh, xe nó cẩu lên thớt xe cẩu rồi đem về đây, chúng tôi mới làm cái đế, mà lúc đó rất là khó khăn, cừ cũng không có, rồi tiền bạc cũng không có, sao mà rất là khó. Thành mới làm cái đế, thì trong vòng 3 tháng thì thực hiện được cái tượng đưa lên ráp lên. Không, tại tại vì đây họ cũng xin cái điểm du lịch mà chúng tôi
hạn chế. Tại tại chỗ này, tại này chuyên vấn đề mà tu với học, đạo chỗ đạo phạm. Chuyên chỗ này là anh biết là ít có lên báo chí, tại tôi không có ham danh. Yeah. Nhưng mấy cái tượng Phật kia họ lên kỷ lục này kia kia nọ, họ tự động vô với tôi không mời ông gì hết. Thì có một lần Hòa Thượng Phí Tịnh muốn bảo vệ cái tượng, sợ để ngoài mưa ngoài nắng nó có thể là nó hư hao. Hòa Thượng có đề nghị với đằng này là nên làm một cái nhà để mà che. Nhưng mà đa số về cái nghệ nhân với về cặp mắt nghệ thuật nữa là cái tượng Phật này là tượng để lộ thiên. Mà nếu là cái nhà che nó thì nó mất những cái gì nó ảnh hưởng trong đó. Thành rốt cuộc bây giờ hiện tại tượng Phật cũng ngồi ngoài mưa ngoài nắng. Dạ. Yeah. Với Hòa Thượng Trí Tịnh nên nó là một cái nhà để che để bảo vệ. Dạ. Yeah. Thành cái này cái để lời để đời của Đức Phật Nha ở gia lên thành dân. Cái này cái mà cũng rất quý. Thôi bây giờ cảm ơn nha. Thay lời cho ở đây. Chứ là nói chung nếu lớn là Đạo Phật giáo Việt Nam á, đây là một cái vinh hạnh, là một cái đẹp chung của văn hóa Phật giáo Việt Nam hiếm có, mà đó là cái sự đóng góp lớn nhất của anh Nhân. Well, it's an amazing feeling for me to be here today because I've grown up as long as I can remember sitting on the lap of the Buddha until 9 years old, and to see it out here and not lost and rotting away somewhere, it's a great feeling for me to see this. It's a very peaceful place here.